À, thì sau khi dùng cái bánh của bạn Thịnh làm thì cái vấn đề kem ở đây em chưa có khắc phục được cái lỗi mà ban giám khảo đưa ra. Thứ nhất là kem bị xốp, rỗ. Em thao tác bên ngoài quá lâu nên làm kem mất lạnh, đâm ra cấu trúc kem không còn vững nữa. Và nó không còn bóng, còn sáng như cái nhãn hàng đã thiết kế ra cho mình những cái tiện lợi như vậy. Cảm ơn góp ý của chị ạ. Chắc đối với bánh của Thịnh, nó còn mắc một số cái lỗi. À, nhưng cái bài thi em đã hoàn thành tròn trịa, đúng giờ, đúng yêu cầu của ban giám khảo. Còn với bạn Khanh, tuy bạn có nhiều cái rủi ro, khó khăn trong lúc thao tác, nhưng đâu đó thì với sự trợ giúp của ban giám khảo, bạn cũng đã hoàn thành chiếc bánh của mình, mặc dù nó không được tròn trịa như bạn Thịnh. Ngay cái lúc đó mình cảm thấy là có lẽ em sai rồi. Nhưng mà cái thử thách đó đã khiến cho mình có động lực hơn rất là nhiều. Còn có hai loại nhân kết hợp với nhau trong một bánh su là sô-cô-la trắng và ở phía trên là nhân hạt dẻ cười. Ở phía trên nhân hạt dẻ cười thì em có giả một ít hạt dẻ để trộn vào để tạo cái vị ngậy hơn, khi mà ăn cũng thú vị hơn. Dân lại thích cái su này nha. Không ngọt. Vì nghe đến sô-cô-la trắng thì nghĩ là nó sẽ ngọt. Dạ, ở đây nhưng rồi. Mà nó không ngọt. Rất là ngon. Và cái phần raculin ở trên, cái phần vỏ giòn nó cũng không tạo được ngọt. Cái vị thì ok. Nhưng nướng chưa chín hẳn, còn dai, sống bên trong. Khi mà Thịnh được nghe được nhận xét là macaron chiến tới thì Thịnh lúc đó thì cũng thật sự hình lúc đó hình cũng không biết là bánh nó như thế nào chiến bánh nó sống cả. Thật sự có vì cái bánh đó lần đầu tiên mình cũng làm, mình cũng biết là bánh nó rất là khó, cũng muốn thử thách bản thân đấy. Thì trong concept của Thịnh thì Vân rất là thích cái đầu tiên là cookie. Các bạn đang làm được cái bánh cookie mềm Hàn Quốc hiện tại mà giờ mọi người á người ta rất là thích, thì đây cũng là một cái mà để chúng ta cũng phải chia sẻ cho nhau. Để mình biết thêm về cái xu hướng cookie hiện nay. Còn những cái món khác thì mình cần phải cân nhắc hơn, tính cái tỷ lệ lại cho nó phù hợp, để điều vị lại hơn, thiết chế lại cái lượng đường trong công thức của mình. Cũng chúc mừng bạn đã hoàn thành xong cái bài thi của mình một cách tròn trịa nhất.